Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đến clip tiếp theo của Đội Chị Tám Gaming. Thì hôm nay mình sẽ hóa thân thành một cô bé bán bánh mì mọi người ạ. Mình sẽ đi thử việc mà nhà của chủ tiệm bánh mì giao cho mình. Đó, thì chủ tiệm bánh mì đã giao cho mình nhiệm vụ đó là mình phải vượt qua 200 thử thách của Optic để đi vào hang động của Tịnh Thất Bồng Lai giao bánh cho sư thầy ông cố nội. Đấy, thì nhà chủ tiệm bánh mì đã nói rồi, nếu như mình vượt qua thử thách này mà giao bánh thành công thì về mình sẽ được nhận việc. Nên hôm nay mình sẽ thử làm một ngày làm cô bé giao bánh mì nha. Đấy. Thử một ngày đi giao bánh mì xem có thành công không nha. Mình sẽ vượt qua 200 thử thách mà của sư thầy ông nội làm ra để xem mình có thành công không. Không quên, nhằm thử thách của chủ tiệm bánh mì đó, thì mình sẽ phải vượt qua 200 thử thách này và giao bánh mì thành công đến động Tịnh Thất Bồng Lai. Đấy, mình nghe đồn là động của Tịnh Thất Bồng Lai nằm ở đỉnh núi Ngũ Hành Sơn, kiểu ngày xưa Tôn Ngộ Không, ngày xưa Tây Thiên Đại Thánh trốn ở đấy. Đấy, bây giờ Tây Thiên Đại Thánh đã hóa tiên thành Phật rồi, thì bây giờ Tịnh Thất Bồng Lai đã tìm nơi đấy là trú ẩn và đặt bánh mì của chủ tiệm cửa hàng của mình. Đấy, thì chủ tiệm cửa hàng của mình hôm nay là công việc rất là bận rộn nên giao cho mình nhiệm vụ thử việc. Thì hôm nay mình mới đi nhận làm bánh mì mọi người, mới xin việc làm bánh mì. Đấy, thì chủ tiệm đã giao mình thử thách là nếu hôm nay giao được bánh mì và thử thách thành công thì lần sau thì mình chính thức là được nhận làm nhân viên chính. À, lần sau là mình sẽ được đi giao bánh mì thường xuyên. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ cố gắng vượt qua các thử thách trên đường đi để mình tới được động Tịnh Thất Bồng Lai để mình giao bánh mì cho ông chủ nha. Đó, thì hiện tại thì mình đã vượt qua 15 thử thách rồi, khá là khó khăn. Đấy. Đỉnh luôn. Đấy. Thảo những cái map thử thách đầu này có vẻ là hơi dễ. Nó không khó như là 81 kiếp nạn của Tây Thiên Đại Thánh nhỉ. Cũng là mặc dù các bạn nhìn thấy nhìn mình nhảy thì có vẻ thấy dễ thôi, nhưng thực ra nếu mà các bạn tự vào nhảy các bạn thấy cũng rất là khó khăn đấy. Không phải dễ gì đâu. Mình thì cũng trang dạng là dạng tập sự thôi, cũng chưa muốn gì các bạn thợ được. Mong các bạn xem clip mà thấy mình nhảy có hơi gà một tí thì mong các bạn thông cảm ha. Đấy, đấy, cua sang đây. Cua đây sang trái đi lên. Đấy, mượt luôn. Sang, đấy. Ông đấy nhảy tắt ok ha. Sang đây, đào đấy, tới đây, qua đây luôn. Ngon. Mượt luôn, 25 bàn rồi, đấy. 2 phút là chúng ta qua được 25 bàn rồi, rất là nhanh ha. Không, nghe chừng có vẻ là người ta bắt đầu xuôi đuôi lọt. Thế đầu của mình đã nhảy xuôi như thế rồi thì mong là đuôi sẽ lọt thôi. Dần dần kiểu gì cũng sẽ giao bánh thành công thôi. Đó. Đấy, một cô bán bánh mì rất là xinh xắn dễ thương. Đấy. Do gia đình nhà hoàn cảnh khó khăn là cô phải đi xin bánh mì để giao bánh mì đấy. Đấy. Cho nên là để có sự thành công, có một công việc ổn định thì chúng ta luôn luôn phải trải qua những sự khó khăn mọi người ạ. Đấy, tiến lên, qua đây rồi, ok luôn. Đấy. Mắt này chúng ta cứ nhảy cứ đều tay được ha. Là cứ bấm cách liên tục vào cách, các bạn bấm cách làm sao đều tay một tí được. À, quên bấm nhảy, mình cái nước nhảy tư cách cho nên mồm mình quen với cái nước cách. Ok ha, lên. Ok, đoạn này thì chúng ta sang rìa nhé, nhảy bên rìa. Qua sang đây luôn, chúng ta không cần bấm cái đỏ ấy đâu. Đoạn này nó không có cái thử thách nào dễ chết cả. Nếu các bạn nhảy hụt thì các bạn chết thôi. Mình nghĩ cái đoạn đấy các bạn cẩn thận thì chắc không hụt được. Quá mượt luôn anh em. Quá mượt luôn. Cô bán bánh mì có vẻ là, cô bé bán bánh mì này có vẻ là ở nhà chắc chịu khổ cực nhiều cho nên là những thử thách này cũng không có gì là khó với cô quá anh em ạ. Đấy, ở nhà do cô chịu cực khổ quá nhưng mà nhìn cô nghèo khổ nhưng mà bộ quần áo tiệm bánh mì này khá đẹp hợp với cô ấy nhỉ. Nhưng ở nhà còn khó khăn nên là chịu cực khổ quen rồi nên thử thách này cô sẽ cảm thấy cô vượt qua rất là dễ nha mọi người. Các bạn đề nghị bấm like và bấm đăng ký kênh, bấm chuông thông báo để ủng hộ cho cô bán bánh mì đi mọi người. Cô Đậu đấy, cô Đậu này là em gái của cô Đậu nha, trên thiên đình nha anh em nhé. Cô Đậu trên thiên đình đấy là chắc chị gái ruột đấy anh em ạ. Vì gia đình khó khăn nên cô Đậu phải lên trên thiên đình làm việc, lương tháng vài chục tỷ. Còn để cho em để em gái ở nhà được cuộc sống sung sướng nên là cô Đậu đã nhường cho em gái ở nhà đi bán bánh mì, leo tháp cực khổ, leo office cực khổ 200 bàn. Khổ chưa? Đấy. Úi giời ơi, mượt như trong tranh. Qua đây. Úi giời ơi, nó gọi là đỉnh được chóp luôn. Qua đây. Đấy. Ok chưa? Khá là mượt nha. Bình thường nếu mà mình nhảy những đoạn đấy mình hay chết lắm. Mà hôm nay mình nhảy có vẻ hơi mượt hơn một tí rồi. Hôm nay chắc là chu kỳ hay là dây ti nhập rồi nên nhảy mượt lắm. Úi giời. Đấy, đoạn này nhảy nó gọi là thoải mái luôn. Ok, bao con dê luôn. Những map này nó cũng chưa khó khăn cả, thường thì khó khăn nó hay ở phía đằng sau anh ạ. Những đoạn đầu khó khăn thì thường nó chỉ khó khăn một ít thôi. Khó khăn mặc hắc độc nó hay ở đằng sau. Chùm cuối hay ở phía sau anh em nhé. Chùm cuối hay ở phía sau. Lên. Đấy, mượt. Vẫn mượt lắm. À, chắc là cô bán bánh mì này chắc phải chai sạm ở những cái map này rồi mới nhảy mượt như thế này. À, cái chỗ map này đâu phải không chỗ nào không thiếu dấu chân của cô mới nhảy mượt này. Từ thôi, đấy, bình tĩnh thôi, chết ngay đấy. Bình tĩnh thôi. Tầm này mà bỏ cuộc là về là mất việc đấy, không có tiền kiếm ăn nuôi gia đình đâu.
bố mẹ già nhà vẫn đang chờ. Lên 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 lên. Ủa, ủa cái gì mà ủa? Đấy, bạn bè đồng trang lứa của cô thì đứng chơi mà cô vẫn vất vả để kiếm ăn đây này. Khổ thân chưa. Rẽ trái, cua trái, cua phải. Lên, mượt như trong tranh luôn. Nhảy không một vết xước nào luôn anh em ạ. Nhảy không một vết xước luôn. Đây anh em thấy không? Chính ra dùng không dùng trợ giúp, không dùng vật phẩm có khi nhảy lại còn ngon hơn là dùng vật phẩm ấy. Dùng vật phẩm chưa chắc đã nhảy được như này đâu. Dùng vật phẩm có khi chết nhiều hơn đấy chứ. Chẳng như nếu mà bạn nào nhá mà đang nhảy dùng vật phẩm quen, bạn nào mà đang nhảy không dùng vật phẩm quen này nhá, thì không nên chơi dùng vật phẩm. Bởi vì nếu mà các bạn chơi dùng vật phẩm nhá là các bạn nó bị quen tay ấy, nó bị hỏng tay luôn ấy. Để các bạn quay ra nhảy không có vật phẩm rất là khó khăn luôn. Mà bạn nào mà đang nhảy không có vật phẩm rồi nhá, mà ra nhảy vật phẩm còn khó khăn cực luôn. Mặc dù dùng vật phẩm nhưng chưa chắc là hết ít thời gian hơn bạn chưa dùng vật phẩm đâu. Bởi vì đang nhảy quen này, chính ra không dùng vật phẩm nhảy còn ngon hơn ấy. Bởi vì mình quen các địa hình nhá, các địa hình của mình ở đây mình chơi quen rồi, mình quen là lập đà lập nhảy như thế rồi ấy, nên mình nhìn quen rồi. Nếu mà mình dùng vật phẩm ấy, nếu mà mình dùng vật phẩm thì mình sẽ không quen nữa. Nếu mà có dùng vật phẩm thì dùng cái ấy thôi, dùng cái chỉnh, dùng cái bất tử thôi thì nó hợp lý nhất. Còn những dùng vật phẩm kia mình thấy là nó kiểu bị lệch đi cái cách chơi của mình ấy. Anh em bình thường những cách này, đoạn này mà mình nhảy nó chỉ gọi là bấm hai bước là nó qua đúng không? Nhưng mà bạn dùng vật phẩm bạn nhảy một bước thôi là bạn qua rồi. Đấy, ví dụ như chẳng hạn sau bạn quay lại bạn không dùng vật phẩm, bạn kiểu căng quen nhảy dùng vật phẩm ấy, bạn nhảy có một bước thì bạn auto chết à? Đấy, nên là nếu mà bạn nào đã xác định chơi vật phẩm thì chơi vật phẩm suốt luôn đi. Và bạn nào chơi không vật phẩm thì không chơi không vật phẩm. Nhưng mà mình chơi tôi nghĩ là mình các bạn nên tập chơi không vật phẩm vẫn ngon hơn, ổn định hơn. Đấy, cái bàn phím của mình nó bị hỏng hay sao mà cứ bấm dạo này cứ bấm cách là không cách, bởi vì nhảy nhiều quá, nhảy leo tháp thì nhảy autogate nhiều quá, bấm cách nhiều quá nên là thì phím nó không còn nhạy bén nữa rồi, toàn đi chết thôi. À, đến những cái đoạn, những cái đoạn nhảy mà lỗ mà nghiêng như thế các bạn nên nghiêng máy ra nhé, các bạn nên nghiêng màn hình ra, nghiêng màn ra thì các bạn nhảy tỷ lệ chết nó thấp. Bởi vì nếu mà các bạn để cái góc nhìn trước thì các bạn nhảy dễ chết lắm, bởi vì các bạn căn nó không, cái bước chân nó không đúng. Còn nhảy đến kia thì các bước chân của bạn nhảy nó sát mép thì các bạn sẽ qua được. Đấy, vào đây. Đây chỗ này thì không nhảy tắt được rồi. Đây như bạn trước mặt này các bạn nhảy tắt được này. Đấy, ui giời đấy, nó bấm nhảy không lên được, giống như cái map kia. Ui giời ơi, thôi. Sai các bạn ạ, cái lỗ mất 2 lần rồi đấy. Nhảy ra bên này, cái chỗ này nó hơi xa đấy, mọi người không nhảy đâu. Mình cứ nghĩ có một bàn xanh, nó có một bàn xanh là nó cũng nhảy kiểu như vậy, nhưng mà cái bàn xanh nó thấp hơn, ngắn hơn để mình nhảy được. Ôi lại phải chờ rồi, mình ghét nhất cái bàn này ấy, bởi vì nó mất câu giờ, cực kỳ câu giờ luôn ấy. Chờ cái này nó ngẩng lên cực kỳ lâu luôn. Đấy, chờ nó đẩy xuống là phải chờ nó đẩy lên nữa rồi mới nhảy qua được. Cực kỳ lâu. Cực kỳ khó chịu luôn. Đấy, chờ mất bố nó mất chục giây gần phút rồi. Có bao nhiêu thời gian. Ôi giời, đấy đoạn này mà mình chỉnh góc thấp thấp xuống tí nữa. Đấy, các bạn phải chỉnh cái góc này. Đấy. Mình không nhìn đúng góc cái là nhảy nó hụt ngay, bởi vì góc bình thường là nhảy nè. Đấy, phải chỉnh lùi lên một tí. Đấy. Nếu đúng góc thì mình nhảy nó đúng lực, nhìn các bạn nhìn thì vẫn lực thôi, nhưng mà ở góc nhìn khác là lực nó ít, là bạn nhìn là nhảy sớm hơn đấy. Nếu các bạn để đúng góc thì nhìn kéo mà chết rồi. Rồi, qua được rồi. Cái chỗ này thì mình nhảy chéo sang luôn, bởi vì nó không có thử thách chết nên cũng không sợ chết. Có bạn nào mà kiểu tỷ lệ chết nó kiểu nó nhiều bẫy quá dễ chết thì các bạn nên dẫm vào cái ô đấy, thì để cho nó, mình rơi có chết, lỡ chết thì mình còn nhảy về cái đoạn đấy. Còn đoạn nào mà nó cảm giác vòng tiếp theo nó không có thử thách gì cả thì mình cũng không nên dẫm gì, tiết kiệm thời gian thêm một tí. Ok, có tiệm bánh mì lên, bánh mì lên. Ok luôn. Rồi, ok luôn. Cái giai đoạn đấy mà các bạn nhảy mượt là nhảy nhanh là cũng hết đi thời gian ấy. Mình nhảy hơi vững, chỗ đấy mình vẫn nhảy hơi chậm. Nhảy. Rồi, chỗ này thì các bạn nào nhảy đi quen thì đi chỗ này rất là dễ, đi ra mép là được. Nếu mà chúng ta mà đi vào giữa thì chúng ta sẽ mất nhiều thời gian gấp đôi đấy, gấp 3 ấy. Bởi vì chờ cái quay rất là lâu. Ta mất thời gian gấp 3 luôn. Thôi lại gặp bạn này. Nhưng vừa gặp bên dưới rồi mà. Hai bạn khác nhỉ. Đây là các bạn màu xanh này này. Bạn này là bắt đầu mình mới nhảy được như giống như vậy này. Đấy, nhảy được qua luôn này đấy. Còn cái bàn đỏ vào đây thì nó xa hơn nhiều. Lên, lên. Mượt mà luôn. Ok luôn, ok luôn. Lên, lên, lên. Rồi, cái này chỗ nào quay nghiêng màn hình ra nhảy dễ này. Đấy, bạn nào không quay nghiêng dễ chết lắm. Quay nghiêng là thì cái chỗ này nhảy rất là mượt.
Đấy, chúng ta 132 bàn rồi đó. Còn 70 bàn nữa thôi là chúng ta sẽ giao bánh thành công. Ôi trời ơi. Để hụt này, để hụt cái là chết luôn này. Cái này là phải chờ. Những cái bàn như này thì chúng ta muốn nhanh không được, bắt buộc phải chờ đấy. Hụt rồi. Tính tham sai, nhìn đã biết hụt rồi. Lỗi kỹ thuật các bạn ạ, lỗi kỹ thuật, lỗi kỹ thuật. Sao con người không ai hoàn hảo cả, phải có sai sót nha các bạn nhỉ. Lên, lên, rồi ok. 136 bàn. Còn 60 bàn nữa thôi, 60 bàn thì cũng không đáng là bao cả. Chúng ta kiên trì, chúng ta sẽ vượt qua thôi. Ngày xưa nếu mà để mình chơi này, mình nếu mà để vượt qua 200 bàn này thì chắc mình phải mất tầm đủ tiếng. Tại vì nó gọi là chết, nó gọi là như mưa không à. Chỉ cần các bạn chơi nhiều, các bạn thuộc map là các bạn nhảy nó khéo léo hơn ngay. Đấy, không quay nghiêng màn hình ra cái là chết luôn mọi người. Cái này, những cái chỗ này nên quay nghiêng màn hình ra nhảy cho nó cẩn thận. Đấy. Quay nghiêng màn hình ra chết thì là chết, khó lắm mà chết luôn. Mà nhảy kiểu kia là để góc nhìn kia là mình dễ chết. Đó, đây, sang trái, sang phải, sang trái, lên. Con này cũng rất dễ chết này, dễ bẫy này. Kì bò nó chạy mất rồi. Nhanh một tí nữa là được. Không sao. Vẫn đang phát triển khá, tiến triển khá tốt. Giao bánh thành công là được, là có việc làm rồi, đúng không? Lên, lên, lên. Qua bên này, qua bên này, qua bên này, qua bên này. Rồi. 50 bàn. Bàn đã rút ngắn được 50 bàn. Trượt ạ. Khá quá nhỉ, khá quá nhỉ. Rồi. Lên. Quá mượt luôn anh em. Mượt đi trong tranh. Rồi, lên luôn à, nhìn là cái nhân vật này nhảy bay bay rất là đẹp nha. Bạn này cực khéo léo lắm này. Lệch tay cái là chết luôn này. Các bạn là chỉ cần bấm, các bạn bấm không đều tay, cần không đều tay một đấc cái là bạn chạm luôn. Các bạn bấm đều tay là được. 40 bàn nữa thôi mọi người. Cố gắng lên. 40 bàn nữa thôi. Trời. Lên. Chính ra leo object này, các bạn theo các bạn thấy leo object thì leo tháp được cái nào khó hơn? Theo mình thì mình nghĩ là leo tháp khó hơn đấy chứ nhỉ. Và thì mình thấy leo object cũng không phải là khó lắm. Không phải khó lắm rồi. Chỉ cần chúng ta luyện tập nhiều, chúng ta nhảy nhiều là chúng ta thuộc map. Và chúng ta là chúng ta có khéo léo là chúng ta đi được ngay. Nhưng mà leo tháp thì chưa chắc nha. Leo tháp thì chưa chắc. Nó cũng phụ thuộc vào kỹ năng khá nhiều. Leo object thì chúng ta chỉ cần chơi nhiều, chúng ta thuộc map. Chúng ta thuộc map và chúng ta chơi nhiều là chúng ta đi nó là kiểu như đi quen ấy, đi quen là được. Nhưng mà có những bạn thì lại leo tháp nhiều và lại suy nghĩ khác. Nhưng mình thấy leo tháp thì tỷ lệ rủi ro nó cao hơn. Bởi vì nếu mà leo tháp các bạn chết cái là các bạn về ban đầu luôn. Còn nếu như cái này nếu mà các bạn chết thì các bạn ở cái mốc sắt luôn, các bạn leo nó vẫn đỡ hơn. Nè, đúng không? Các bạn chết cái là các bạn đứng ở cái mốc sắt, bạn có nấc bấm này các bạn. Chết cái là bạn đứng ở cái mốc tiếp theo luôn. Các bạn chỉ cần đi lại một đoạn ngắn thôi, nhưng mà leo tháp kia các bạn sai lầm cái là bạn đi lại từ đầu, rất là mất thời gian. Và rất khiến con người ta nản. Dễ bị nản. Cho nên là nếu mà để cho nên là leo object thì nó vẫn ham hơn leo tháp mọi người ạ. Nếu mà nói thật, mình cảm thấy thế. Bởi vì nếu mà leo object thì tuy là nó lâu hơn đấy, một bàn của nó lâu hơn nhưng mà nó vẫn kiểu nó có sự ham hơn. Leo tháp thì cũng ham, nếu như bạn nào mà leo đường thì cũng ham đấy. Nhưng mà leo tháp kiểu như nếu mà bạn chết cái nó về bắn mốc bắt đầu ấy, nó hơi nản. Ví dụ gặp những bàn khó thì nó rất là nản. Còn bàn này thì các bạn chỉ ở mốc sát gần thôi thì các bạn có thể đi liên tục được, nó cũng dễ. Rồi, mình rất thích cái đoạn này. Cái đoạn này ngày xưa mình rất là sợ nhưng bây giờ đoạn này mình đi cảm giác rất là nhanh luôn đấy. Ui dồi, liều quá, chết rồi. Đừng, ui dồi, Sukarna. Thôi là mất thêm nhiều thời gian, nãy là mất 2 lần, nãy là mất gần phút rồi đấy. Mất gần phút. Ui dồi, không hiểu cái gì luôn. Tự dưng đến cái đoạn gần cuối này lại chết nhiều thế.
là cái đấy là chúng ta bị dư âm, bị âm mất hơn phút rồi đấy. Đấy là nhờ chết như thế là chúng ta bị âm mất hơn phút rồi đấy. Âm mất hơn một phút là hơi nhiều đấy. Một phút chúng ta có thể đi được chục bàn đấy, không phải ít đâu. 191 rồi, gần đến đích rồi, cố lên nào. Chúng ta cổ vũ cho cô bán bánh mì đó mọi người ơi. Cô bán bánh mì, úi rồi. Úi rồi. Lên, rồi. Chắc là chúng ta cẩn thận bởi vì ta chết cái này nó cũng hơi tốn thời gian. Thà mình delay lại 1-2 giây thì cũng được. Delay lại 1-2 giây còn đỡ hơn. Rồi, 198 rồi mọi người. Ok luôn. Úi rồi, xong. Ra bánh mì thôi. Đây, động của sư thầy cụ nội đây rồi. Rồi, ra bánh thôi, chúng ta nghỉ thôi.